Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video chỉ dạy kỹ năng tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Mình làm chiếc cái tôm tô màu nữa các bạn. Mình đã đi đâu một xong nếu bạn nghe cho mình xin một làm vào cái kênh. Hello tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video chỉ dạy kỹ năng tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn.
Xong đấy gọi hết trong sim làm đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.